Hello, xin chào mọi người. Lúc này thì mình đang có mặt tại Sài Gòn mọi người nha. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một tài năng chơi bóng ở Sài Gòn. Phải nói là bạn ấy có một cái chân phải nói là ma thuật, siêu siêu nhanh, nhanh đến mức mà không thể tin nổi luôn. Và đây được đánh giá là một trong những bạn trẻ mà có đôi chân nhanh nhất Việt Nam. Hãy cùng chờ xem đó là ai nha. A few moments Hiếu ơi, mở cửa đi. Bạn ấy đến rồi kìa. Đây mọi người nhá, chúng ta hãy cùng chờ xem tài năng này là ai. Let's go. Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Yes, chào chào em. Yes. Đây các bạn nhé, đây là một trong những tài năng với đôi chân nhanh nhất Việt Nam lúc này. Ok. Rồi. Sao mà giày rách hai lỗ này? Đây nhanh là quá, mà sát cổ quá. Ok, ngồi đi. Chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy thể hiện ra sao nhé. Lấy bóng em ơi, lấy bóng đi. Anh nghĩ trong nhà thì mình bỏ giày ra được đúng không? À, mọi người, bạn này chân phải nói là siêu của siêu nhanh luôn. Mọi người ơi, ở những clip trước mọi người thấy là mình đã từng làm các động tác về đường vòng này hoặc là hai vòng như này, nhưng mà bạn nhỏ này có thể quay ba vòng quanh bóng và đỡ lên. Mọi người có tin không, ba vòng quanh bóng và đỡ lên nhé. Đây là một trong kiệt rất là khó của thế giới lúc này. Vậy cùng chờ xem xong chưa em? Ok xem rồi. Ok, bạn tên là Chính nhá. Đấy, cùng chờ xem. Mình sẽ đoán, mình sẽ đố bạn ý là làm được ba quả liên tục trong một lần tâm. Hãy cùng chờ xem. Ok, let's go. Hãy cho mọi người thấy là Sài Gòn sức mạnh ra sao nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nani? Wow, đôi chân phải nói là siêu nhanh mọi người ơi. Không tưởng luôn. Đó nào. Hai quả rồi. Quả cuối nào. Go! Quá là nhanh luôn, xong là hai vòng mọi người nhé. Thêm một quả ba vòng nữa. Wow. Wow. Thật sự là hay quá em ơi, có tài rồi, xuất sắc. Mọi người thấy chưa? Lúc đầu mọi người nghe mình nói là bạn này chân rất nhanh là mọi người chưa tin đúng không? Nhưng mà vừa sau mọi người thấy là đôi chân rất nhanh như thế nào. Bản thân mình ngày xưa mình cũng đã từng làm được trò này nhưng mà bây giờ mình không làm nữa các bạn. Tại vì nó là đòi hỏi một quá trình chân phải rất là nhanh này, thể lực tốt này, cơ cũng phải tốt nữa. Không hề đơn giản làm được câu này, rất là hay luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi bảo tắt. Trong phòng nguy hiểm quá mọi người ơi, thôi là bây giờ ra ngoài chơi mọi người nhé. Đi em ra ngoài chơi. Mọi người ơi, ra ngoài rồi nhá. Hành lang này thì yên tâm luôn. Cái hành lang cũ này là không bao giờ phải sợ luôn. Đây, cảnh bên này cứ như là bài ép nhạc bài của Long Non Lá và hành lang cũ là hơi bị hay luôn mọi người ạ. Ok, bây giờ ra ngoài này thì anh sẽ đố em tiếp. Hôm nọ mọi người nhớ không? Mình đã đi Hà Giang và quay bạn ấy Tà Hoàn. Bạn ấy có thể làm được một combo có 30 động tác liên tục. Thì bây giờ anh sẽ thử em của em là liệu em có phá kỷ lục của Lý Tà Hoàn không nhá. Ok không? Bắt đầu nào mọi người, cùng chờ xem. Let's go. Wow, xuất sắc mọi người. Như vậy là 37 động tác, một con số mà phải nói là rất là đáng nể trong vòng chỉ khoảng 15 giây thôi. 37 động tác rất là nhanh và rất tuyệt vời. Ok, đôi chân phải nói là quá ma mị. Anh hỏi chút là cái bộ môn này em chơi lâu chưa? Chơi bao lâu? Em chơi được 4 năm rồi. Chơi 4 năm rồi. Quê em gốc ở đâu? Em có gốc em ở Phú Yên. Đấy, Phú Yên mọi người nha. Tức là hoa vàng trên cỏ xanh đấy các bạn ạ. Wow, một chàng trai Phú Yên và đang sống ở Sài Gòn đúng không? Có hay đi biểu diễn không? Em cũng thỉnh thoảng biểu diễn ở trường. Thỉnh thoảng biểu diễn ở trường đúng không? Anh nghĩ là nhảy có hay ho đi. Hay là bây giờ chúng ta sẽ thử ra phố đi bộ ở Sài Gòn và sẽ cho Chính biểu diễn xem là mọi người thấy sao về bộ môn này nhá. Thật sự là mình đang muốn bộ môn này lan tỏa nhiều hơn. Anh nghĩ là đấy, mình có tài năng thì mình nên đi nơi công cộng đông người ấy, biểu diễn thì anh nghĩ là sẽ lan tỏa hơn và biết đâu sẽ có nhiều người tập theo bộ môn của chúng ta hơn nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài phố đi bộ và hẹn thêm vài bạn nữa nhá. Ok. Yo, như vậy là chúng ta mặt tại phố đi bộ mọi người nhá. Và đây là hai thành viên còn lại của nhóm của Chính đúng không? Ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi phố đi bộ nhá. Let's go. Bây giờ mình sẽ đố các bạn ý là lao vào biểu diễn trước mặt của người bất kỳ xem là người ta phản ứng ra sao nha. Mọi người chờ xem. Đây có một bức tượng các bạn ơi. Em
It's my life. Xem nào. Làm được một chút luôn. Oh. Wow, bạn này biết tăng luôn. Hay quá. Yes. Yo. Hay quá. Tuyệt vời em ơi. Go. Xuất sắc. Hay quá. Yes. Hello. Yo, hello. Trời ơi, đập tay điện được 2 trong 1 luôn. Ok. Có anh Tây ở đây chú ấy, chờ xem nhá. Check it out. How do you feel? Yeah, fine. Awesome. Very nice. Thank you. Thank you so much. Tiếp theo là Phát nha. Phát làm gì đây? Ôi. Ồ. Dữ không? Hay không? Hay luôn. Được khen hay rồi kìa. Có một nhóm bạn đang ở đây này. Nhờ đi. Ui. Anh coi phim mà quay luôn rồi các bạn ơi. Đấy, có cả máy xịn nhóc kia nữa. Ồ. Wow, yes. Mọi người thấy sao ạ? Có hay không bạn? Thì hay ạ. Hơi bị hay ạ. Các bạn thấy sao? Luôn. Rất là hay đúng không? Ok, cảm ơn các bạn luôn ạ. Yes. Ở bên kia có các bạn nữ đang quay tóc kìa. Chỉnh nhau vào thử xem nha. Các bạn ơi, nhìn nè. Tiếp theo là Phát nhá, rất đẹp trai mọi người ơi. Ok, xông lên em. Có rất nhiều bạn nữ ở đây này. Mọi người ơi, nhờ xíu. Thử hết em. Wow. Trời ơi. Yo. Yes. Mọi người có hay không các bạn? Có hay không ạ? Hay. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Good job. Ok mọi người ơi, như vậy là chúng ta đã có phần chơi rất là vui tại phố đi bộ ngày hôm nay cùng với cả Chính, Phát và Việt. Nếu không chơi thì cả. Ok. Và anh chúc là các bạn sẽ tập luyện thật chăm chỉ hơn nữa và phát triển phong trào trong Sài Gòn đông hơn nữa nha. Ok, cố gắng nha. Đồng ý không? Đồng ý. Yes. Ôi.